Thưa quý vị, tỉnh Sóc Trăng là một trong những vùng nuôi tôm nước lợ trọng điểm của cả nước với diện tích thả nuôi hàng năm luôn đạt trên 50.000 ha. Dù vậy, nguồn tôm giống phục vụ nhu cầu sản xuất tại tỉnh còn khá hạn chế, phụ thuộc khoảng 75% con giống được nhập từ các tỉnh bạn. Xác định rõ chất lượng giống là yếu tố quyết định 50% sự thành công của vụ nuôi. Ngay từ đầu năm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra nguồn tôm giống nhập tỉnh, đảm bảo nguồn giống an toàn dịch bệnh trước khi được tiến hành thả nuôi. Qua rà soát thống kê, tỉnh Sóc Trăng hiện có 58 cơ sở giống tôm nước lợ còn hoạt động. Hiện nay, các trại giống trong tỉnh chủ yếu là các cơ sở ương dưỡng, phần lớn nguồn tôm giống chủ yếu nhập từ các tỉnh miền Trung, Bà Rịa Vũng Tàu và Bạc Liêu. Do đó, để quản lý kiểm soát tốt chất lượng con giống nhập tỉnh, công tác phối hợp kiểm tra liên ngành để phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển giống không có giấy kiểm dịch, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng và thu mẫu giám sát dịch bệnh trên tôm giống là vô cùng cần thiết. Hàng năm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh phối hợp với các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Bạc Liêu thực hiện quy chế phối hợp trong quản lý giống và phòng chống dịch bệnh thủy sản. Trong 3 tháng đầu năm, Chi cục đã kiểm soát được gần 2 tỷ con tôm giống nước lợ nhập tỉnh. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức các cuộc liên ngành kiểm tra các phương tiện vận chuyển giống thủy sản nhập tỉnh nhằm kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguồn tôm giống, đồng thời phát hiện kịp thời và xử lý đối với hành vi vận chuyển giống thủy sản nhập tỉnh không có giấy chứng nhận kiểm dịch, đảm bảo hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản. Là chúng tôi là thực hiện chương trình giám sát dịch bệnh trên tôm giống, một tuần chúng tôi là đi thu mẫu một lần để giám sát các bệnh truyền nhiễm như bệnh là hoại tử là địa cấp, bệnh tấm trắng, bệnh OHB, tức là bệnh chậm lớn á. Một lần nếu như mà phát hiện thấy mẫu mà dương tính với các bệnh truyền nhiễm thì chúng tôi sẽ tiến hành là tiêu hủy những cái mẫu tôm đó theo cái thông tư 04 về phòng chống dịch bệnh. Thứ hai nữa là chúng tôi là thành lập các cái đoàn liên ngành để mà thực hiện các cái dừng các cái xe mà kiểm tra các xe mà giống nhập vào tỉnh đó, và khi phát hiện mà cái những cái lô mà tôm giống mà không đạt yêu cầu, ví dụ như thế là không có giấy kiểm dịch, thì chúng tôi sẽ tiến hành là tiêu hủy theo nghị định 04 của chính phủ. Là một trong những vùng nuôi tôm trọng điểm của tỉnh, nên số lượng cơ sở ương dưỡng giống tập trung khá nhiều tại thị xã Vĩnh Châu với 21 trại ương dưỡng và 3 công ty sản xuất. Trên cơ sở những nhận định về cơ hội và thách thức đặt ra đối với ngành tôm trong năm 2024, Phòng Kinh tế thị xã Vĩnh Châu đã chủ động xây dựng mục tiêu và giải pháp cụ thể để đạt hiệu quả cao trong vụ sản xuất mới. Trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý tôm giống. Theo kế hoạch giám sát dịch bệnh trên tôm giống năm 2024 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh là 180 mẫu, trong đó thị xã Vĩnh Châu sẽ thực hiện giám sát khoảng 100 mẫu. Để bà con nuôi tôm tiếp cận được nguồn giống có chất lượng, địa phương đã thành lập đội liên ngành thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh ương dưỡng giống tôm nước lợ trên địa bàn, đồng thời tăng cường tuyên truyền khuyến cáo hộ nuôi các biện pháp kỹ thuật trong chọn giống, các phương pháp và chỉ tiêu xét nghiệm để chọn được con giống tốt nhất. Để chọn được cái con giống tốt á, thì bà con phải thực hiện chọn giống thật kỹ qua hai bước. Bước một á, là chọn giống bằng phương pháp cảm quan. Thì tôm giống tốt nó sẽ đồng đều, rồi đầu thân cân đối, đuôi xòe, màu sắc tươi sáng. Ngoài ra thì khi mà chúng ta gõ nhẹ vào cái thành dụng cụ chứa tôm á, thì tôm tốt thì nó sẽ phản ứng nhanh. Bên cạnh đó thì khi mà chúng ta lấy tôm để ra thao, rồi chúng ta dùng tay khuấy đều thì tôm giống tốt thì nó sẽ có cái nó sẽ có xu hướng là bơi ngược dòng nước hoặc là bám vào thành của thao. Ngoài ra khi mà chọn giống á, thì chúng ta phải để ý thật kỹ là phải không có những cái con tôm nó có biểu hiện bất thường như là gan mờ, ruột trống hoặc là bơi lội yếu ớt. Và bước 2 là chúng ta sau khi đã chọn được con giống có biểu hiện là khỏe mạnh bằng phương pháp cảm quan thì chúng ta sẽ lấy mẫu đi xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Thì chúng ta chỉ bắt giống khi mà tôm nó đạt được hai yếu tố. Thứ nhất là tôm về mặt cảm quan thì nó phải có biểu hiện là tôm khỏe mạnh. Thứ hai là khi mà xét nghiệm thì nó phải âm tính với các cái bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
Nhờ đẩy mạnh công tác kiểm tra, nhiều cơ sở sản xuất cung ứng giống tôm nước lợ trên địa bàn tỉnh cũng đã tuân thủ tốt việc áp dụng giải pháp an toàn sinh học trong sản xuất, ương dưỡng để kiểm soát hiệu quả các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên tôm, đặc biệt là bệnh vi bào tử trùng. Do đây là bệnh được lây truyền theo chiều dọc từ tôm bố mẹ sang tôm boss. Bên cạnh thực hiện tốt việc khử khuẩn, sát trùng hay trang bị đồ bảo hộ khi tham quan, từng khu vực phục vụ công tác sản xuất tôm giống cũng được xây dựng biệt lập thành từng khu như khu ương dưỡng, khu nuôi tảo. Từng cơ sở đều áp dụng đầy đủ các biện pháp kỹ thuật và quản lý để ngăn ngừa tác nhân sinh học gây bệnh cho người, vật nuôi và môi trường, đảm bảo cung cấp cho người nuôi có được nguồn tôm giống chất lượng. Cơ sở luôn nhập giống có nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng, có phiếu xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và có giấy kiểm dịch của thú y, luôn tuân thủ theo yêu cầu lấy mẫu của chi cục thú y để kiểm soát các bệnh trong tôm, thực hiện đúng hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn trong ương dưỡng giống thủy sản. Về lâu dài, tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực sản xuất tôm giống nước lợ, từng bước hình thành vùng sản xuất giống thủy sản tập trung theo kế hoạch, hình thành đội ngũ doanh nhân trong khâu sản xuất tôm giống. Đây cũng là nền móng thúc đẩy cho doanh nghiệp và người nuôi ký kết sản xuất và tiêu thụ nguồn tôm giống chất lượng, an toàn dịch bệnh, tiến đến xây dựng chuỗi liên kết nuôi tôm bền vững ngay từ khâu đầu vào để tạo tiền đề cho sự thành công chung của cả vụ nuôi.